Xin chào các bạn nha. Rất vui được gặp lại các bạn trong video hôm nay. Thì hôm nay mình sẽ ra cái đoạn sông này để mà quay những anh em xà lan đi qua đây đánh cua nha các bạn. Đây, trên màn hình nhỏ các bạn là một anh xà lan cao to khổng lồ đẹp trai các bạn đang tiến thẳng về cái hướng này đây các bạn. Wow, từ xa mình nghe ánh bóp càng rất là dữ nha. Thì những anh xà công qua đây thì chạy rất là kỹ các bạn. Bạn thấy không, hai bên này thì nhà của dân rất là nhiều đây các bạn. Chiếc nhà nào cũng được cắt sát mé sông các bạn, cho nên những anh em xà lan qua đây thì rất là cẩn thận nha. Đây các bạn, lúc nào cũng trong tư thế gọi là sẵn sàng các bạn, để mà nhường nhau các bạn. Những anh em mà đi nghề sông nước thì qua những cái khúc cua này thì mình thấy là nhường nhau rất là nhiều nha các bạn. Đây bây giờ anh tay công anh đang chuẩn bị đánh cua quẹo đây các bạn. Nước thì nó đổ rất là nhiều nha. Hiện tại thì cống cái bé nó được đóng lại các bạn, cho nên cái mực nước nó dồn về phía bên đây, nó chảy rất là mạnh đó. Quá đã luôn, rất là giọt các bạn. Đây, ăn tết xong thì mình thấy là chiếc xà lan nào cũng khá là đẹp nha các bạn. Bây giờ mình sẽ xem anh xà lan này ảnh xuống dưới nha. Ca này hơi khó tí xíu các bạn, tại vì ở dưới có anh xà lan rồi. Nhưng mà đối với những anh em tài công thì những vấn đề này thì cũng không quá là quan trọng đâu. Đang xuống rồi. Thấy không, cái lái nó bê xuống rất là nhiều đây. Lên tới đây nghe các bạn. Dưới thì có anh ghe anh đang cũng vừa mới qua mặt các bạn. Có anh xà lan anh đang tấp vô để mà nhường anh xà lan kia đây các bạn. Các bạn nào phía trước tôi đứng nè, đang ghe lại các bạn. Lúc này thì nước nó không có đổ các bạn, nhưng mà qua đây thì phải nhường nhau rất là nhiều nha. Mà thấy hôm đây thì anh này hình như là anh cột dây vô rồi nè, cột dây vô để mà cái mũi đừng cho nó bê ra, khi mà anh này đi qua nước nó sẽ hút ra ngoài đó các bạn. Đây bây giờ anh xà lan này có thể là thoải mái đi xuống rồi đây. Những lúc mà qua nhau như thế này mà nhường nhau thì rất là quý nha các bạn. Rồi trời thì nó hơi nắng một tí các bạn. Cái lúa anh cũng đang giảm tốc độ rồi kìa. Ở trên này người ta đang sửa nhà các bạn, cho nên có những cái thạch âm thì các bạn xem thông cảm cho mình nha. Đang xuống các bạn.
ghe nè, rồi hết hồn. Bóp một cái giật mình cho các bạn, mình đang quan sát chiếc ghe các bạn. Ghe này chỉ còn cách là ép sát vô để mà nhường nha. Còn một len rất là bự luôn. Nước thì nó đang đổi thành con nước lớn các bạn. Nước lớn thì mấy anh xà lan khẩm này sẽ đi ngược nước các bạn, còn mấy anh nổi thì sẽ đi xuôi. Quá lạ luôn. Còn một chiếc ghe nữa các bạn. Mấy anh mài trên kia quá trời ồn rồi, các bạn xem thông cảm cho mình nha. Này nó ép sát vô trong nè. Anh nghe lúa anh cũng em cu dưới này luôn rồi nè. Thì bên máy cắt nó về đây các bạn. Đúng rồi, máy cắt. Anh này qua nó lạnh cuối cùng rồi đây, hết ghe đi xuống rồi đây. Bây giờ mình sẽ xem anh kia anh tháo dây ra để mà anh tiến lên trên nha các bạn. Khi anh đi đứng phía trước xà lan thì mặc áo rất là nổi nè. Đó. Bạn thấy không? Rất là đã luôn. Chiếc xà lan này còn rất là đẹp luôn. Để mà ép sát vô để mà nhường thì rất là tốt các bạn. Mình thấy là cái chiêu này rất là hiệu quả luôn á. Kia có anh xà lan anh đang né kìa. Hôm nay thì tàu nó còn ga lai gai các bạn. Đây đang xuống đây các bạn, nước thì nó cũng đổ khá là chậm nha. Xà lan đang lấy cái lái vô để mà né anh tàu biển này. Cái này cũng rất là khổng lồ đây. Yeah.